Hello mấy anh trai nhá, mấy anh trai đã biết tin gì chưa đây? Shop 700com vừa mới ra mắt 4 sự kiện cho anh em như sau: sự kiện 1 tặng nick có sức kích hoạt Kha'Zix, sự kiện 2 tặng 25 tỷ vàng, sự kiện 3 tặng găng thần linh 6 sao, sự kiện 4 tặng 25.000 ngọc xanh. Ngoài ra thì shop 700com còn rất là nhiều danh mục như bán vàng, bán nick giảm giá cực sốc anh em ơi, bán cả ngọc nhá, bán cả ngọc 9 server luôn anh em nhá. Anh em nào cần mua cái gì thì cứ lên ngay shop 700com để trải nghiệm những dịch vụ tốt nhất nhá. Nếu như các bạn đã cần tiền mà chưa biết bán nick ở đâu thì hãy lên ngay shopthumua.com. Shopthumua.com hỗ trợ đầy đủ các tính năng uy tín, an toàn, chất lượng. Shop thu mua nick giá tốt. Anh em còn chờ chờ gì nữa, hãy lên ngay shopthumua.com đi nào. Hello anh em, thì hôm nay mình lại đầu clip mình lại chốt cho mọi người cái event của ngày hôm qua nhá. Hôm qua thì được 211 anh em tham gia anh em ạ. Cách thức tham gia rất là đơn giản thôi này. Bước 1 em chỉ cần like đăng ký và thông báo này. Bước 2 comment tên nhân vật server, ý tưởng video này. Đấy là xong nhá anh em, đơn giản lắm. Chỉ cần like, đăng ký, bấm chuông, thông báo. Đấy, sau rồi anh em xem video thôi. Rồi anh em comment cho mình tên nhân vật server, ý tưởng và video thôi. Nhớ là comment tên server và ý tưởng video nha anh em. Nhớ là phải comment ý tưởng video, là ý tưởng video hay hay tí. Video mà hữu ích, mình mà áp dụng được ấy, thì mình sẽ tặng bạn ấy riêng, bạn ấy vàng luôn nhá. Bạn này thì chưa làm đủ các bước rồi. Phải làm đủ các bước thì nó hiển thị một cái trái tim ấy. Đấy, nó phải làm đủ các bước nha anh em. Trời ơi, anh em tham gia mà không làm đủ các bước là chết mình rồi. Là dở rồi đấy anh em ạ, à. Nghiện là dở rồi. Nhà mình còn gì đâu. Có mỗi con uây tàu mà anh em cũng đem đi để mà bắn cá. Uây lâu thế. Trời ơi, cái gì vậy? Hay là cái web này, cái web này nó lag ta? Hay là cái web này bị lag ta? Trời ơi, à đây 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 đây, rồi ok. Làm clip săn trứng ma bư đi anh trai. Ờ, cái clip này mình cũng chưa làm bây giờ, để mình không làm mình xem nhé. Mà cái à, mới cả là thôi được rồi, để mình xem đã. Anh em nào cần mua vàng thì lên ngay shop 7 sao nhá. Hiện tại shop 7 sao đang bán vàng 7 server, 8 server như vậy, x4k đấy. Nên là anh em cần mua vàng thì lên nhá. Mạng nhà mình hôm nay hơi bị sida một tí anh em ạ. Nên là anh em đợi một tí nhá, mình mua cho bạn đấy luôn. Đấy, nhớ nhá, anh em phải làm đủ các bước nhá. Bước 1 là like đăng ký và thông báo. Bước 2 comment tin nhân vật các kiểu là điểu luôn. Server mấy nhỉ? Server 7 đúng không? Ở bán là 8 server anh em ạ. Mỗi server thì là x4k. Rồi, mua cho bạn này xong rồi nhá anh em. Lâu thế. Lạc quá anh em ạ. Ok, xong rồi đấy. Bây giờ là bạn vào khu server 7 thì bạn vào khu 33 hoặc là khu 48 nhé. Nếu mà bạn có điện thoại hay là máy tính, các bạn vào shop 700com. Sau đó bạn lên shop ấy, bạn xem cái vị trí mặc định khu ở làng này. Bạn xem là cái con boss đang đứng ở khu nào ấy. Đấy, rồi bạn qua giao dịch nhá. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều. Anh em tham gia thì làm được các bước là đủ là xong nhá. Hello anh em và chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình. Và mình vẫn là PC Gaming anh em ơi. Thì hôm nay thì là ngày mùng 6 tháng 10 rồi anh em ạ. Mùng 6 đúng không ta? Mùng 6 tháng 10, về tại là 4:42 đêm và dạng sáng rồi, sáng rồi, nói chung là sáng gần 5 giờ rồi anh em ạ. Và hôm nay thì mình không ngủ được ấy, nên là mình sẽ quay clip này luôn. Hiện tại thì mình thức rồi, thức từ hôm qua, nói chung là mình ngủ từ, mình thì hay ngủ muộn ấy, thì đến trưa mình mới dậy ấy, nên là hôm qua là 11:30 mình dậy, thì từ lúc đấy đến bây giờ mình cũng chưa ngủ lần nào, mình cũng chưa ngủ được giấc nào nữa. Mình cũng không, tại vì là nó quen giấc anh em, nên là nhiều khi mình khó ngủ ấy, đấy. Nhưng mà thôi ok, hôm nay mình sẽ quay clip này đêm nha anh em. Mình sẽ cầm cái set né đòn của với cả cái nick của Hoàng Lê TV đi ôm hoàng giọng lắm ấy. Lúc nửa đêm nó sẽ như nào nhá, mình sẽ cầm cái con nick sức cấp 1 này của mình đi. Đấy anh em thấy chưa? Tiềm năng sức cấp 1 nhá. Mình đã chuẩn bị hết sẵn rồi. Bây giờ mình sẽ mặc đồ set né đòn vào nhá. Đây là cái áo 8% này. Có một cái quần 12% nữa đấy. Đấy là xong rồi anh em ạ. Mình thì nick này của Hoàng Lê thì Hoàng Lê chỉ ép 3 món thôi. 3 món là né đòn thôi. Ô, còn một cái giày nữa thì phải. Mình đỡ không nhầm là có 3 món. Có 3 món ở noi. Mà bây giờ đâu mất. Sao lại có 2 món nhở? 3 món mà. Alo, 1 2 3 4 alo. Nhá, 1 này. 2 này. Phản sát thương là thế nào? 3 món mà đúng không? Có một cái giày 6% nữa là mình nhớ không nhầm ấy thề. Đây 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 đây. Tại vì là trước mình quay clip rồi ấy, nên là mình nhiều khi mình nhớ anh em ạ. Đây, đeo cái thế này nữa nhá. Cho cái này nữa để cho nó đấy, thế là 10% né này, 10% đúng không? Cộng thêm 6% nữa là 16. 16 cộng thêm 12 là 28. 28 cộng thêm 8 là 36 đúng không? Hay 46 nhỉ? 28. 28 cộng thêm 8. Khổ thế đấy anh em ạ, 36 anh em ạ. Đấy. 36 anh em nhá.
Đúng không ta? Mình tính lại cái đậu xanh rốt, tự nhiên giờ lại rốt toán quá anh em ạ. 10% đúng không? 10% cộng cho 6% là 16 này. 16 mà cộng cho 12 để mình tính, máy tính cho chắc. 16 cộng cho 12 ấy là 28, 28 cộng 8. Trời ơi 36, kiểu như mình tính xong mình cứ nghĩ nó như thế nào ấy, số nó khác ấy. Nhưng mà mình tính là đúng rồi đấy. Đậu xanh ạ, đừng có đùa. Anh em đừng coi thường cái trình độ của mình. À, cái sức đánh gốc của mình hiện tại chỉ là 500 thôi. Nên là nhiều khi ấy, mình ăn cái bổ cô độ vào ấy thì nó cũng sẽ chẳng tăng được bao nhiêu cả, nó chỉ tăng được mấy chục sức đánh thôi ấy. Nên là nhiều khi ấy, mình quay video trước, ấy, mình quay video đánh này ấy, anh em kiểu là tại sao anh không ăn cô độ vào. Đấy, bảo là trời ơi nick sữa một mà anh em, nick sữa một thì ăn cô độ đâu có được tăng sức đánh đâu. Hành trang của mình cũng chỉ được 160 mấy, các sức đánh là quá ok rồi. Đây đây, hiện tại thì mình đi cướp một dòng luôn anh em ạ. Thì nó lại cứ phải gọi là một mình thôi anh em, đơn côi lẻ loi. Trời ơi mượt mà luôn anh em ạ. Thề bây giờ nhá, đi nhá, như kiểu ông cố nội luôn anh em ạ. Thề chẳng thằng nào dám làm gì mình luôn. Bây giờ mình sẽ vác cái ngọc rồng lá mách về làng thôi. Bây giờ làm gì ta? Bây giờ chán nhỉ. Ngọc không có để chắc thế giới anh em ạ. Để xem có thằng nào chắc thế giới không. Ơ có này. Anh ơi cho em vàng bới này. Nhiều người online giờ này rồi. Tại vì là bây giờ hiện tại cũng là 4:45 rồi. Chứ không phải là 1-2 giờ sáng. À 1-2 giờ sáng thì chắc là nhiều anh em cũng ọp. Bây giờ cũng 5 giờ sáng rồi. 5 giờ sáng thì anh em online rất là nhiều rồi. Bây giờ thì anh em online chơi game. Ôi đây 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 đây. Qua khu này là có người ngay. Qua khu này là có người chơi ngay. Qua khu đây là có người chơi ngay anh em ạ. Một thằng. Từ từ. Một thằng. Thằng dịch chuyển phát đi luôn anh em nhá. Dịch chuyển phát đi luôn. Thằng này cũng thế. Ông thần PK ở đây rồi anh em. Đậu xanh làm cái gì có tuổi hả anh em ơi. Làm gì có thằng nào có tuổi ở đây mình nhỉ? Úi trời ơi, thấy gì chưa? Sợ chưa, sợ chủ ạ. Nào, 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 làm thao. Một mình tao, chấp hết. Chấp hết anh em ạ, thề, chấp hết luôn. Úi trời ơi, sợ ngay, không thằng nào dám làm gì luôn anh em ạ, thề mọi người luôn. Thằng nào sơ hở phát là, à, thằng nào mà bố láo phát là mình cho cái cuốc vào mồm ngay, được chưa? Bây giờ mình sẽ chuyển khu nhá. Đợi chuyển khu nào đông đông một tí, khu nào có 5 người luôn này. Úi xồi lại có cả viên ngọc rồng 5x nữa luôn. 6 người ở đây luôn à? Mày đứng đây làm gì? Mày đứng đây làm gì? Đêm rồi không đi ngủ đi. À. Đứng đây làm cái gì? Úi xồi dịch chuyển thoát đi luôn rồi anh em ạ đấy. Thằng này lại mới này. Ốc tiêu fake này. Này ốc tiêu fake này thảm sát luôn anh em ạ. Thảm sát ở làng Mori lúc 4:47 phút. Mày lại ra. Mày lại chạy ra. Mày vừa mẹ lại chạy ra đây, mày vừa ra đấy xong bây giờ mẹ lại ra đây làm gì? À đây đây, đông quá anh em ạ, đông đông vui quá. Mới đầu mình tưởng không có đông vui cơ, nhưng mà bây giờ mình lại thấy đông vui rồi đấy anh em ạ. Đông vui trở lại rồi đấy, 1,7 triệu nhá, KM 1,7 triệu anh em nhá. À, đi đâu ấy? À, từ từ dừng lại anh ơi. Ha, khiên năng lượng của chúng tôi này. À. Không sao anh em ạ, và đây là ui không có đủ ngọc luôn anh em ạ. Thề cay vãi nồi luôn. Mình sẽ dùng cái này luôn. Mình bay đến đấy luôn anh em nhá. Dò đến đấy luôn. Dò với ngọc rồng 1 sao luôn. Đến đúng khu của mình luôn. Đỡ phải bay anh em nhá. Thằng nào làm gì tao. Thằng nào làm gì tao không lấy. Thằng nào đủ. Mắt thằng nào đấy. Láo. Láo dậy đúng không. Mày láo dậy đúng không. Mày bảo tao láo đúng không. Mày ui rồi. Kêu láo mà sao thoát game anh em ạ. Thề kêu láo. Để xem ấy, hụt tí chưa? Hụt rất là nhiều luôn nhá. Cũng có tác dụng phết anh em ạ. Mình không đeo cái set đấy thôi. Nhưng mà nói chung là cái này cũng có tác dụng. Đeo cái này nó hụt, hụt nhiều anh em nhá. Nhìn xem hụt này. Hụt. Hụt. Cay, chẳng cay với đái ra. Trời ơi. Đeo cái set này lợi phết đấy, 36% thôi anh em ạ, nhưng mà nó ok. Ốt ok đấy anh em. Làm sao? Mày làm sao nào? Cậu bé bá đạo fake. Cậu bé bá đạo fake. Với chúng cậu bé bá đạo fake. Ui, KB được 3 triệu 9 đấy chứ anh em. Đâu phải là ít đâu đúng không anh em ấy. Thằng này cứ ra lại vào, ra lại vào. Nhìn này nó sang lại chết đấy. Ông cố nội ông cứ sang bên vách núi Mori xong ông lại quay về làng Mori ạ. Đéo hiểu kiểu gì ạ. Thề mình bây giờ kiểu ông nào cũng có avatar VIP ấy. Nhìn trông chất về đấy thề nhỉ anh em nhỉ. Kiểu cơn mưa avatar VIP luôn ấy. À nick này mình cũng chưa mở avatar VIP luôn anh em ạ. Chưa nhận avatar VIP với cả là mình cũng chưa nhận cái gì hết. Mình chưa cả mở capsule cơ. Tí nữa mình sẽ mở nha anh em nhá. Hay làm clip mà mở 200 mấy capsule. Lúc
5 giờ sáng em nhỉ. Bây giờ đi săn boss lúc mấy giờ sáng không còn nữa rồi, hết boss rồi. Hiện tại thì chỉ có đi săn mấy cái này thôi. Hoặc là tí nữa mình sẽ thử qua bên kia săn mấy con boss lúc mấy con boss nhà cải trang với nhà ngọc ấy anh em. Mình thử thôi. Tại vì mình cũng chưa săn mấy cái đấy bao giờ anh em ạ, thề chưa chưa săn mấy cái đấy bao giờ luôn. Mà hôm nay thì đêm rồi nên là mình cũng chẳng hỏi được ai cả, mình cũng không tính trước là hôm nay mình sẽ quay ấy. Nên là nói chung là không có không biết tính trước là mình sẽ quay nên là mình cũng không có hỏi xem là cái giờ boss nó ra là bao nhiêu ấy. Mình chơi game lâu rồi nhưng mà mình rất là ngu về mấy cái khoản mà boss bùng các thứ nhá anh em nhá. Buồn cười thực sự. Hai người có một ấy ấy pro ui 4 triệu máu anh em ạ, đỉnh chưa đỉnh chưa, làm tao 3,8 triệu được chưa. Ui thề luôn, nick này của Hoàng là chơi sướng vãi cả trường luôn ấy thề ha. Ô, không bị thấy Dương đã san rồi anh em, mày chạy đi đâu à. Kame 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 ừ đang rảnh không ngủ đi dậy sớm thế á. À, à, đừng đừng đánh đừng đánh đừng 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 dậy sớm thế. Để mình hỏi thăm anh em tí, dậy sớm thế nha anh em dậy sớm thế à, khó ngủ quá mà thôi kệ đi, không quan tâm hết. Viên ngọc rồng một sao này của tao, đừng có nói nhiều. Mày đi làm đúng không? Đi làm thì đi làm đi, đừng có ra đây mà treo người ra làm gì cả, đi làm đi. À thế à, à thế làm sao mà, à thế làm sao mà, đi làm đi. Dậy dậy thôi thì chắc là clip mình cũng kết thúc tại đây thôi anh em ạ. Và nếu anh em thấy thích cái clip này của mình thì nhớ cho mình một like, đăng ký kênh, bấm cái chuông để miễn video mới nhất nhá. Clip ngày hôm nay thì có gì hơi nhạt nhạt một chút thì anh em thông cảm nhé, tại vì là hiện tại thì đấy đêm đêm thì mình cũng không có gì làm mà cũng đang tiện thể đang rảnh ấy, nên là mình ngồi mình quay luôn cái clip này cho anh em ngẫu nhiên thôi, nó thực sự rất là ngẫu nhiên luôn, nên là anh em có gì thì anh em bỏ qua. Và nếu thấy hay thì nhớ để cho mình một like, đăng ký bấm cái chuông để nhận thông báo mới nhất của video mới nhất của mình nhé anh em nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều, bye anh em và hẹn gặp lại anh em ở trong những video lần sau. Khoan từ 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 từ, mình sẽ phải đi thử nhân phẩm của mình tí. Trước khi kết thúc clip, mình sẽ đi thử nhân phẩm. Ok chưa? Anh em biết mình đi làm gì đấy? Nhận quà anh em ạ, tại vì nick này mình chưa nhận quà bây giờ cả. Ôi, có ba ngọc luôn này, avatar VIP nhá, đeo luôn. Sướng chưa? Nick của Hoàng này có avatar VIP luôn. Ít trời ơi, mượt mà liền. Giống nick team của bí thân của mình luôn anh em ạ. Ui. Ui. Ui trời ơi, đẹp thế. Toán ra sao mà lên rồi anh em ạ. Hiếm lắm tại vì là admin hiện tại nó đã giảm tỷ lệ rồi, tại vì nó cho anh em miễn phí mà anh em. Anh em dùng miễn phí thì làm gì có gì để ngon hả anh em ơi? Làm gì có gì ngon thề với anh em luôn. Thôi, bye anh em nhá.